Nó nói vấn đề cái ăn, nó nói về cái ăn, nó nói cái đoạn thực và cái xúc thực, và nói cái cảnh dục. Thì cái bài sau mà có cái bốn nhà lý luận nó rất là hay. Cái tuần sau thì mình sẽ học cái bài tụng đó. Cái bài tụng đó còn có rất nhiều pháp. Hôm nay cái bài tụng này cũng rất là nhiều pháp, thì mình sẽ lược cho nó xong, mình tổng quát cho nó xong. À, bây giờ mình đi vô ha, và niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào thượng tọa và kính chào đại chúng. Quý vị sức khỏe thế? Quý vị khỏe hết. Thì quý vị theo dõi cũng tính ra là cũng 18 bài rồi. Bây giờ tôi nghĩ rằng tôi dùng những cái từ mà niệm cái từ mà từ hạng á, mà thường thường những cái từ hạng đó phần cái từ của Phật pháp thôi. Đa phần cái từ hạng trong đây là từ Phật pháp, chứ không có cái từ gì của ngôn ngữ của thế gian hết. Tất cả thường thường mình thường sống thường ngày, thường nói chuyện, thường ăn uống, gọi là bốn cái cử chỉ là đi đứng nằm ngồi, là mình sống trong pháp hết. Mình sống trong pháp. Thì chiều nay tôi có giảng một cái bài pháp Phật Tịnh Độ, nó rất là hay. Tôi sẽ giảng bài Tịnh Độ mà tôi ý trong quảng kênh tôi giảng. Thì thường thường mình ngày mình sống trong pháp đó. Mình ăn, mình nói, mình đi, mình làm, tất cả đều sống trong pháp. Thì hôm nay mình học về tất cả cái ngôn ngữ mà chữ hán này đều là pháp hết. Không có cái gì nói vấn đề là thể giám pháp. Ngôn ngữ của pháp hết. Cho nên là tôi nghĩ rằng quý vị sẽ không có khó nữa. Khi một cái tre mà có nhiều đốt mà quý vị đã chạy được 2-3 đốt rồi. Thì những cái đốt tiếp tục thì mình sẽ chạy nó rất là dễ. Mình sẽ chạy rất dễ, không có khó nữa. Thì cái bài tụng đầu của cuốn 2 là cái bài tụng mà nói một sắc và một sắc hữu đổi và 10 sắc vô đổi đó, 9 sắc vô đổi đó. Rồi sau đó hai câu đầu thì nói vấn đề sắc, còn hai câu sau nói là vấn đề vấn đề tâm và tâm sở mà nó tạo tác ra do hai sắc. Thì hôm nay mình phải học xong cái bài này. Thì thường thường đổi á, tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, đổi là nó ngại. Cái gì mà nó có đổi á thì cho nên nó có chữa ngại, mà cái gì mà nó không đổi đó thì không có chữa ngại. Thì trong ba cái pháp mình đang học đây gọi là chữa ngại hữu đổi, và cảnh giới hữu đổi, và sở duyên hữu đổi. Đó là ba cái căn bản của cái bài tụng thứ nhất này, bài tụng thứ nhất của cuốn hai đó. Rồi qua cái bài tụng thứ hai đó là cái bài tụng của các vị tổ bên kinh bộ, của các bên kinh bộ, thì họ nói rằng là thì sự tâm dục sinh, tha ngài lên bất khởi, ân tri thì hữu đổi, vô đổi thử tương vi. Nó ngược lại như vậy đó. Bên kia hữu đổi là hai cái đổi nhau, hai cái có đổi nhau thì cho nên gọi là phải chữa ngại. Còn bên kia bên kinh bộ thì họ nói không có đổi,
đối là không có chướng ngại, mà đối là không có chướng ngại, mà không chướng ngại mới là đối, hoặc nó ngược lại như vậy đó. Thì bây giờ mình phải hiểu cho nó rõ ràng để mình qua những cái đoạn khác. Cái thứ nhất là chướng ngại hữu đối. Chướng ngại hữu đối là chướng ngại với sự vật, chứ không phải thuộc về tâm. Sắc thanh hương vị xúc, mắt tai mùi lưỡi thân, đó là mười cái. Thì chướng ngại, thì chướng ngại này ấy, là gọi là hữu đối. Chướng ngại hữu đối, cái vật này nó đi đến với vật kia, cái vật kia nó làm trở ngại cái vật nọ. Ví dụ như cái tay mình tới mình đụng cái ly, làm cho cái ly nó bể. Rồi mình cầm cái ly như vậy, mình va vô nơi cái thân mình, làm cho cái thân mình đau. Ví dụ như vậy đó. Cho nên gọi là vật kia nó làm chướng ngại vật này, vật này nó làm chướng ngại vật kia. Cho nên gọi là hữu đối. Mà vì có đối cho nên có chướng ngại. Thì tất cả 10 cái vật này được gọi là hữu đối và chướng ngại. Thì những cái gì mà hữu đối và chướng ngại cho nên hoại. Hoại. Chướng ngại hữu đối mà chướng ngại là do có đối cho nên mà chướng ngại, mà khi ngại á nó biến ngại và biến hoại. Thì tất cả vạn pháp, tất cả vạn pháp và về thuộc về gọi là vật chất, không có cái pháp nào nó không có hoại hết, không có pháp nó không hoại hết. Mà pháp nào là thuộc về vật chất á thì pháp đó hoại. Cái tay mà đụng cái chân mà đụng đụng cái hông đá, hông đá mà đụng đụng cái đầu gối của mình, vâng vâng. Thì tất cả những cái này đụng nhau cho nên nó hoài, cho nên gọi là hữu đối chướng ngại hữu đối. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Còn cái thứ hai gọi là cảnh giới hữu đối. Thì bây giờ mình đọc từng đoạn trong kinh này. Trong này gọi là giải thích rằng nhất kiến vì sắc. Một á, một là hữu sắc là có cái thấy. Để tôi giảng cái đoạn này để cho các thầy có một cái sự thích thú để các thầy học. Chứ tôi giảng mà tôi nói thao thao bất tuyệt như vậy sợ các thầy buồn. Nhưng mà nói thao thao bất tuyệt như vậy mà nói rõ ràng thì Phật tử nó thích hơn. Nhưng mà bởi vì tôi trong cái lớp này nó có cả hai, có cả tăng ni và có cả Phật tử, cho nên giảng nó rất cũng hơi khổ tôi lắm. Nếu mà ngồi mà giảng không á thì quý thầy đôi lúc cũng hơi mệt. Mà quý thầy là ước cắn cử nên chữa hát tâm lý như vậy, cho nên tôi thỉnh thoảng tôi phải giảng chữa hát để cho quý thầy thích một chút. Rồi sau đó tôi trở lại tôi giải thích. Nhất hữu kiến vì sắc. Một là có cái thấy, cho nên đó là sắc. Thập bát giới trung là trong 18 giới này. Đó, trong 18 giới đó. Là 6 cấp 3, 6 cấp 6 đó. 6 cấp 3 đó. 6 cấp 6 chứ hả? 6 cấp 6. Đó, thì trong 18 giới này. Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Sắc thanh hương vị xúc pháp, nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Đây là 18 giới. Nhắc là vì quên. Trong 18 giới này, tất nhiên đây gọi là thập bát giới trung. Trong 18 giới này, là nhãn thức, nhị thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Là một. Sắc giới thánh hương, sắc giới thánh giới hướng giới vi xúc giới và pháp giới, đó là hai. Nhãn thức giới, nhị thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới và thân thức giới và ý thức giới. Cả ba cái như vậy gọi là 18 giới. Thì trong 18 giới này có một cái, một giới gọi là hữu kiến. Cái này học rồi, bây giờ chỉ học lại chữ hàng cho quý thầy theo dõi chữ hàng để mà học cho nó máu dõi chữ hàng thôi. Thì một cái hữu kiến này gọi là sắc giới. Một cái hữu kiến sắc giới, quý vị học hết rồi. Thế đó là
cái sắc giới này đó là hình sắc và hiện sắc. Nó hình sắc và hiện sắc. Do hiện hình sắc tài thử trung tài thử ư bị sai biệt bất đồng. Tất nhiên là cái nghĩa của nó là cái sắc mà hữu kiện đó thì nó có hai loại, nó hình sắc và màu sắc. Nó ở nơi này và nó ở nơi khác, nó sai biệt, nó khác nhau mà không có đồng nhau. Đó. Cho nên những cái loại sắc này đó thì nó cái nghĩa của nó đó là nó năng thì hiện thử bị ngôn thuyết. Đây là tôi giảng cái ngày Vĩnh Huy rồi chuột này rồi tôi giải thích cho nó rõ ràng để cho quý vị nắm cho vững. Bây giờ tôi để 5 phút để cho quý thầy học chữ Hán. Tất nhiên cái sắc này nó có thể là bày ra, năng thể hiện nó có thể nó bày ra, nó chỉ ra bằng ngôn thuyết nên này và nơi khác. Như bữa hôm tôi có giảng nó có 3 loại thấy. Một loại đó thì dùng mắt và sắc mà cùng cú khởi, cùng nhau khởi lên, cho nên gọi là có cái thấy. Đó là một nhà, các nhà hữu bố nó chủ trương cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói là hình bóng nó thấy. Tức như là hình của mình rọi vào trong kiện, trong gương. Và hình của mình nó rọi xuống về dòng sông, mà khi trong sông nó trong á, thì nó phản ác lại, nó hiện cái bóng lại. Thì cho mình cho nên gọi là thấy. Còn cái thấy mà gọi là ngôn thuyết thấy này đó là luận chủ. Ngài thể thân là chủ trương. Ngài chủ trương ngôn thuyết thấy, chứ không phải là hai loại thấy trên kia. Cho nên ngài mới nói rằng là bèn năng thì hiện bi thử ngôn thuyết. Tức như là nó có thể nó bày ra, nó hiện ra bằng ngôn ngữ. Bằng ngôn ngữ, cho nên chỗ này chỗ khác, cho nên mới gọi là thấy. Tại sao ngôn ngữ là thấy? Tôi đã giảng vào hôm rồi. Quý vị nghe lại cái bản đó. Ngôn ngữ là thấy chứ không phải là mắt thấy. Đây là cái chủ trương của luận chủ. Luận chủ là khi nào tôi nói luận chủ chính là ngày Bồ Tát Thế Thân đó, cái này gọi là luận chủ. Thì tại sao lại gọi là ngôn thuyết thì tôi không có giải nữa, bởi vì tôi giải rồi. Cho nên cái câu thứ hai gọi là ngôn thuyết danh kiến. Ngôn thuyết gọi là thấy. Đó. Có bị ngôn là có người họ nói. Cho nên gọi là có thấy. Bây giờ giải thích này. Diệt giải kiến vì nhãn căn quán chiếu sắc cố. Tất nhiên là giải thích rằng là thấy nghĩa là mắt. Nhãn căn là mắt. Nó quán chiếu sắc. Mắt nó chụp bắt sắc. Chứ sắc nó không chụp bắt được mắt được. Sắc nó không có cái thấy. Sắc nó không có cái chủ thể thấy. Mà sắc là nó bày ra cho mắt nó thấy thôi. Đấy chứ? Sắc nó bày ra để cho ai có mắt để thấy. Để cho ai có mắt nó thấy. Nhưng mà mắt nó thấy là nhờ sắc. Mắt nó thấy là nó nhờ sắc. Cho nên gọi là sắc thấy. Cho nên gọi là mắt thấy sắc. Vì vậy mà ta nói rằng là nhãn căn là mắt. Nó quán chiếu sắc. Như bữa hôm tôi nói đó, trong mắt của mình á, nó có cái thị giác, nó có cái sáng bên trong, có một cái thị giác bên trong, nó có cái lực bên trong. Cho nên tại sao khi mình nhìn một người mà khác giới, mà nhìn người khác giới thì người khác giới nó rung lên không biết, có thể rung vừa sợ hay có xúc cảm hay là rung tình yêu, có đương nhiên như vậy đó. Thì nó có một cái thị lực bên trong của một cái mắt, thì nhìn làm cho bên cái đối tượng nó rung lên, nó sợ.
Như ví dụ như các ông họ tu lâu năm á, mà họ dùng mắt mà họ nhìn mấy cái vị mà không tu mà phá giới, tự nhiên mấy người cứ rúng sợ liền, rúng sợ. Bây giờ như tôi thôi, ví dụ tôi thôi, sơ sơ thôi rồi mà tôi nhìn quý vị, mà tôi nhìn một khoảng trong vòng mấy giây quý vị cũng rung, chứ vẫn rung đó. Bởi vì cái thị lực trong mắt rất là mạnh. Nhưng mà cái mắt đó là nhờ cái năng lực của người tu nữa. Cái người nào mà có tu đó, cái năng lực, cái thị giác của người đó nhìn một cái, cho nên gọi là thấu thị. Cho nên người ta nói là tu lâu năm là có mắt giác quan thứ sáu là cả chỗ đó đó. Thấu thị là có nhìn một cái cho thấu tâm người kia, tâm can người kia luôn. Cho nên người Việt Nam mình cho nói là tôi đi trong cuộc ăn á, tôi đi cuộc trong bụng ăn là trở về đó, nhưng mà thấu thì lúc mà đó. Cho nên mắt á cũng là sắc à, nhưng mà nó nhìn qua bằng cái thị giác, nó có cái biết trong con mắt đó. Nó biết trong con mắt chứ sắc nó không biết được, sắc nó vô tri vô giác. Cho nên trong cái thần kinh của mắt nó phóng chiếu ra, nó phóng chiếu ra cái ánh sáng trong mắt để nó chụp bắt cái sắc kia. Cho nên sắc kia là đối tượng để cho mắt và sắc hai bên cùng nhau mà thấy, cho nên gọi là mắt thấy đó. Vì vậy mà các ngài nói là mắt có cái nhãn kiếp, gọi là sắc hữu nhãn kiếp, cho nên gọi là hữu kiếp đó, rõ ràng như vậy đó. Cho nên gọi là mắt thấy, sắc hữu nhãn kiếp danh với hữu kiếp. Từ từ quý vị sẽ làm chữ hàng đó. Nếu mà giỏi đó, ai mà giỏi chữ hàng á, viết một bảng trên trên bảng á, rồi tôi giải từng câu như vậy mà nó rất là hay. Bây giờ câu thứ hai, câu giữa là thập thập hữu sắc hữu đối. Thập hữu sắc hữu đối. 10 loại sắc có đối, nhưng mà không có kiến. Ví dụ như mắt tai mũi lưỡi thân, thanh hương vị xúc, nó có đối nhưng mà nó không thấy được, mình thấy được. Hương vị xúc làm sao mà mình thấy? Còn mắt tai mũi lưỡi thân làm sao mình thấy? Mắt tai mũi lưỡi thân mình thấy được bởi vì hắn thuộc về tình sắc căn. À. Tuy rằng cái thân của mình đấy là thuộc về sắc đó, nhưng mà nó có cái tình sắc căn, cái thấy của nó mình thấy được. Cho nên cả này mình thấy được, nhưng mà sắc nó thấy. Nhưng hôm nay tôi vừa giảng nó sắc thì mình lấy mắt mình thấy, còn mắt mình thấy được. Vì vậy mà sắc không thể chụp bắt được mắt được, sắc không thể chụp bắt được mắt được, nhưng mà mắt nó chụp bắt được sắc, mắt nó chụp bắt được sắc. Vì vậy mà chín cái không thể thấy, đó là mắt tai mũi lưỡi thân và hương vị xúc, thanh hương vị xúc. Chính cái đó không thấy, còn sắc thì nó thấy. Bởi vì sắc là hẳn biểu hiện ra, để mà ai có mắt được thấy sắc, cho nên sắc chỉ một sắc là thấy. Còn chính cái khác, nó không thấy nhưng mà nó có đối. Cái này tôi giảng đi giảng lại nhiều lần rồi. Đối là gì? Đối là như tôi vừa giảng đó. 10 cái loại sắc này là hẳn thuộc về hữu hình, cho nên nó hữu hoại. Tất cả vạn pháp trên thế giới này, bất kỳ có một cái loại sắc nào mà nó thuộc về 20 loại sắc đó thì nó có hình, cho nên có hoại, cho nên gọi là chướng ngại hữu đối. Cái thân này nó đụng, cái tay này nó đụng chạm với cái tay khác, cái tay này nó đụng chạm với hòn đá khác, nó cắt nhau. Cái vật thể tự thể này nó đụng chạm vật thể tôi kia, thân tôi đi đến quý vị, tôi đụng quý vị làm cho quý vị nó té, cho nên gọi là hoại. Cả đó là đối. Thì nó có ba loại đối. Một là chướng ngại hữu đối, như vừa rồi tôi nói sắc đó là chướng ngại hữu đối đó.
hai là cảnh giới hữu đối, ba là sở duyên hữu đối. Thì ba cái này rất là quan trọng cho trong cái bài tụng này. Bây giờ tôi giảng thêm một đoạn về chữ hạng này cho quý thầy học, sau đó bắt đầu tôi mới giải thích cho quý vị từng đoạn một. Năm căn và năm sắc, năm căn và năm trần. Năm căn là mắt tai mũi lưỡi thân, gọi là bên trong. Năm trần là sắc thanh hương vị xúc, đó là năm trần. Thì 10 cái này á, là bản thể của nó là sắc. 10 cái này thực thể của nó là sắc, cho nên gọi là hữu sắc. Nó có sắc. 10 loại sắc này mà đưa qua bên đến 18 giới cho tới gọi là 10 sắc giới. Bởi vì tôi đang giảng về 18 giới, cho nên tất cả 10 sắc này được gọi là 10 sắc giới, chứ không phải là gọi là 10 sắc xứ. Khi giảng 12 xứ đó thì tôi nói là 12 sắc xứ hoặc là 10 sắc giới, 10 sắc xứ. Bây giờ đang giảng bên giới 18 giới. Bởi vì hồi trước tôi còn nói là giới có 22 pháp rồi. 18 giới có 22 pháp để lấy giới ra để mà biểu trưng cho. Đó, cho nên hôm nay là giảng về giới, cho nên gọi là 10 sắc giới. Tất cả 10 sắc giới này đều là cực vi mà thành hết. Cực vi sở thành. Mà cái gì mà đã cực vi mà nó tạo thành á, cho nên gọi là cảnh tương chướng ngại. Cảnh tương chướng ngại là đã tất cả những cái vật thể mà vật sắc mà nó tạo thành thì nó chướng ngại lẫn nhau. Đó, nó gọi là cảnh tương chướng ngại. Cảnh tương là cùng nhau chướng ngại. Cảnh ở đây là lại, tương là tương ứng với nhau, hòa hợp với nhau. Ví dụ ta nói là tương tức. Tương tức, cái này tức là cái này tức là tương tức với nhau, cái này với nhau. Cho nên gọi là cảnh tương chướng ngại. Cảnh tướng chướng ngại là cùng nhau 10 sắc này được tạo thành bởi vật chất, đó là cực vi. Cực vi là quý vị học rồi. Một cực vi thì chưa thành gì hết, một cực vi chưa thành gì hết, nhưng mà 10 cực vi, 20, ít nhất là 7 cực vi thành một vi tự. 7 cực vi thành một vi tự cũng chưa thành gì hết. 7 cực vi thành một vi tự mà một vi tự mắt mình vẫn chưa thấy, và mắt mình chưa chụp bắt được cái sắc này được, cái nhãn căn của mình chưa chụp bắt cái sắc được của cực vi tự này được. Tuy rằng con mắt của mình cũng sắc đó, nhưng mà lấy sắc mà chụp bắt sắc đó. Thì 10 cực vi này, 7 cực vi thành một vi tự, thì bắt đầu một vi tự đó vẫn mắt mình chưa thấy, rồi 7 vi tự á tụ lại thành một vi trần. 7 vi tự tụ lại thành một vi trần vẫn chưa thấy. Mà vi trần ở đây là còn dùng những cái mà bụi lăng tăng mà bụi sáng đó. Mà khi ánh nắng mặt trời nó mọc lên khoảng 8-9 giờ sáng mà trời nó nắng á, nó rọi vào nó cái cửa kiến á, thì mình ngồi trong phòng mình nhìn ra lăng tăng đó là gọi là vi trần đó. Nhưng mà nếu không nhờ ánh sáng mình vẫn chưa thấy, không nhờ ánh sáng của mặt trời mình vẫn chưa thấy, cho nên phải nhờ ánh sáng bên ngoài mình mới thấy cái vi trần đó. Còn cực vi và vi tự mình chưa thấy, chỉ có Đức Phật, thiên nhãn của Phật mới thấy. Đó. Thì tất cả những 10 cái loại sắc này, 10 loại sắc mà tôi vừa nói đó, 10 cái loại sắc này nó đã có sắc rồi. Khi mà nó đã có sắc á, thì nó chướng ngại lẫn nhau. Có một cái vật nào mà không hoại đâu? Thân mình là toàn cực vi không mà. Nhưng mà ai đụng đến thân mình là mình
mình đừng có đụng đến tôi. Vợ mà dừng chồng cũng vậy, dừng mà dừng cho thủi ruột cái dừng, tại đôi lúc mà dừng bỏ từ 4-5 ngày không cho chồng ăn, không cho con ăn, đi ăn phi xa không vậy đó. Đến khi ông chồng mà ông thấy nếu mà vợ chồng mà dừng như vậy chắc cái gia đình nó tiêu. Thế nên khi ông tới ông Lâm Hoa, ông Lâm Huê, ông tới ông rời vai, ông là thôi đừng dừng nữa mà ba vẫn còn dừng, ba cũng mừng lắm, ông tới đó ba cũng mừng lắm. Nhưng mà mừng chứ mà cũng giận, giận đòi làm éo. Để tái hất này ông đừng có đừng tôi. Thì ông kia mà ông khôn ngoan, ông nói đó, nếu mà ông tu đó, ông là tôi đâu có đụng bà đâu, tôi đụng cực vi mà. Thấy không? Nếu ông khôn ngoan, ông nói câu, tôi đâu có đụng bà, tôi đụng cực vi mà. Thì tôi đụng có bà hết dân liền. Bởi vì bà chấp cái ngà của bà là tôi. Mà bây giờ bà, tôi, bây giờ ông tu, ông hỏi tôi của bà là cái gì đâu. Bà ngồi lên bà là tại ra thân của em là cũng thân cực vi hả? Bà Huệ cả làng. Huệ cả làng. Cho nên khi mà tu mà đạt được giải thoát là Đức Phật. Tại sao Đức Phật nói cực vi? Đức Phật nói cực vi để mà quán tất cả thân thể của mình, cả thân tỷ cực vi. Trong bản thể của thân mình hoàn toàn là giả dối hết. Cho nên Đức Phật nói cực vi. Chứ không phải tự động mà Đức Phật nói cực vi đó. Cho nên cái bài pháp nó rất là tuyệt. Cái bài pháp cực vi nó rất là tuyệt. Để đối trị cái ngã của mình bằng cực vi. Cho nên khi bà cũng vậy, ông cũng vậy, đùng với nhau, nói là ông đùng tôi thì là tôi đùng cực vi, tôi đùng bà đâu. Cho nên mình yêu là yêu cực vi chứ không phải yêu bà đâu. Anh yêu em làm được thật không? Không có đâu, anh yêu cực vi. Anh yêu cực vi. Là yêu vật chất. Là yêu vật chất. Thì bà kia bà khôn mà nói anh yêu cực vi thì tôi chết anh yêu tôi được không? Nếu bà trả lời là tôi chết anh yêu cực tôi được không? Như vậy chứng tỏ là anh yêu linh hồn tôi chứ không phải yêu cực vi. Khi tôi chết đi là anh bỏ tôi đem theo bà khác liền chứ anh yêu gì tôi. Cho nên anh đừng có già rồi, anh yêu cực vi. Cực vi là nó vật chất, nó vô hình. Nhưng mà nó nhờ cực vi nó tâm linh, nó cấu tạo lại ngũ uẩn, nó cấu tạo lại cho nên mới thành cái bản thể của ngũ uẩn. Cho nên bây giờ tách rời cái cực vi ra thì hẳn thành cái gì hết. Mà tách rời cái thân, cái tâm thức ra thì hẳn cũng không có gì hết. Nhưng mà mình chấp cái này là cái ngà của mình. Mình chấp cái này là cái ngà của mình cho nên mình khổ. Khi mình quản được cái cực vi này là không phải của anh, không phải của tôi, không phải của bà, không phải của ai hết. Cho nên mình an lạc và tự tại. Tuy nói về đó nhưng mà làm nó rất là khó, không phải dễ làm đâu. Cho nên quả 10 cực vi này chính là sắc của mình. Cho nên an lạc và giải thoát cho nên làm cho nó rơi rụng một sự ngà. Một sự lông ngà ở trong cái thân ngũ uẩn của mình. Vì vậy mới quản cực vi. Đó là cái ý như vậy. Cho nên cực vi này thì hẳn nó tương ngài lẫn nhau cho nên gọi là hữu đối. Đó rõ ràng như vậy đó. Đi từng câu như vậy rõ ràng cho nên gọi là cổ danh hữu đối. Luận viết là luận nói. Như thủ ngài thủ. Như thạch ngài thạch. Hoặc nhì tương ngài. Như thủ ngài thủ, tưởng giống như cái tay này thủ là cái tay đó, nhưng cái tay này nó làm trợ ngài cái tay kia. Cái tay này tới nó đùng cái tay này một cái, cho nên làm cái tay nó đau lên. Như hòn đá này nó đùng hòn đá kia, cho nên hòn đá kia nó vỡ ra. Cái này nó làm trợ ngài cho cái kia làm trợ ngài cho cái nào. Hoặc tương nhị ngài, hoặc nhị tương ngài là hoặc hai cái cùng trợ ngài lẫn nhau. Đó, tương ngài lẫn nhau, hai cái cùng trợ ngài lẫn nhau, hoặc như đá. Hoặc như đạm như tay gọi là hai cả. Cho nên biết đây gọi là hữu đối. Ứng tri hữu đối. Bây giờ ngài mình tổng thể lại cả ba cái tổng hữu đối. Thì hữu, bây giờ tổng hữu đối đó tổng kết lại. Cái đối này có ba loại. Đó, học rất rõ ràng như vậy đó. Gọi là tổng hữu đối. Tổng là hết. Chia ra ba cái. Cái thứ nhất là đối bằng sắc. Cái thứ hai là đối bằng mắt. Cái thứ ba là đối bằng cái thứ nhất là đối bằng sắc với sắc. Cái thứ hai là đối bằng căn đối với trần. Cái thứ ba là đối tâm, nó đối với sự duyên. Đó là ba cái. Bây giờ mình học tiếp. Học thêm một đoạn chữ hán nữa.
học thêm một đoạn chẳng hạn này để cho quý thầy học. Tụng hữu tam chủng, nhất chướng ngại hữu đối, nhì cảnh giới hữu đối, tam sở duyên hữu đối, đối thì ngài nghĩa. Đối nghĩa là chướng ngại. Do ngài, do đối cho nên mới có ngài. Ngài là trợ ngài đó. Ngài là trợ ngài đó. Do đối cho nên có trợ ngài. Thì ngài như vậy nó có hai nghĩa, có hai loại. Một là chướng ngài, chướng ngại ngài. Hai là cậu ngài ngài. Do chướng ngài cho nên không bị trợ ngài. Còn cậu ngài là cái này cũng là bị chướng ngại. Thì cái chướng ngài thứ hai và chướng ngại thứ ba, nói chung là tất cả 18 giới. Tất cả 18 giới, như tôi vừa nói đó, tất cả 18 giới được chướng ngại hết. Vật thì chướng ngại theo vật, tâm thì chướng ngại theo tâm. Tất cả 18 giới cho nên đổi nhau hết. Không có cái nào không đổi. Nhưng mà quý vị nhớ này, trong 18 giới có một cái á, sắc giới là hữu kiết và hữu đối. Còn 17 cái á, là đối nhưng mà không có kiết. 17 cái là có đối nhưng mà không có kiết. Cho nên gọi là 17 cái kiết, có đối vẫn có kiết. Đó, thì như vậy, cho nên đó, một là chướng ngại hữu ngại, hai là cảnh giới hữu đối, ba là sở duyên hữu đối. Bây giờ đối thì ngài nghĩa, đối tức nhiên là nghĩa ngài. Thì ngài nó có hai, có nhì chủng, một là chướng ngại ngài, hai là cậu ngài ngài. Để tôi đọc cho hết cái đoạn này, bắt tôi giải thích để cho chướng ngài ngài nghĩa là chướng ngài hữu đối. Đó, chướng ngài ngài là chướng ngài hữu đối, là 10 sắc, bản thể của nó là 10 sắc. Còn cái chướng ngài tức là hữu đối. Bây giờ cậu ngài ngài nghĩa là cảnh giới hữu đối. Và sở duyên hữu đối. Học ngắn đó thôi. Chứ học nữa thì quý Phật tử chắc chán bỏ hết á. Bây giờ có hai loại, hai loại sau. Đó là cảnh giới hữu đối. Nếu không có cảnh giới hữu đối đó thì không có sở duyên hữu đối. Ở cái mục 1 nó gọi là chướng ngại hữu đối, là vật vật thể này, cái vật chất này nó đụng chạm vào cái vật chất kia, cho nên nó chướng ngại lẫn nhau. Nó chướng ngại lẫn nhau. Nó có hình tướng. Nó có hình tướng cho nên nó chướng ngại lẫn nhau bởi vì 10 sắc. Bây giờ có cảnh giới hữu đối. Cảnh giới hữu đối là nó đối tượng. Nó đối tượng. Ví dụ như cái này. Cái này nữa. Mình học cái đoạn này, đồng kinh này giống như mà duyên khởi vậy đó. Kinh duyên khởi vậy đó. Bởi vì nó cái này có. Bởi vì cái này nó có, cho nên cái kia nó có. Cái này không, cho nên cái kia nó không. Cái này sinh, cho nên cái kia sinh. Cái này diệt, cho nên cái kia diệt. Đó là cái ý nghĩa gọi là cảnh giới hữu đối. Bây giờ cảnh giới hữu đối là nó nói nhờ cái kia làm cho cái này có cái năng lực, nhờ cái kia làm cho cái này có cái tác dụng,
Nếu không có, nếu cái kia không giúp á, thì cái này không có cái công năng được. Cho nên cái này mà nhờ có cái công năng á, là nhờ cái kia. Cái kia giúp cho cái này, cho cái này cho thành cái công năng, cho nên cái kia tác dụng. Cái kia giúp cho cái này nó thành một, có một công năng rất lớn. Chứ không phải cái này tự động nó có công năng. Chúng ta tôi ví dụ như tôi nhờ cái kia, mình biết cái kia là cái bên kia, còn cái này là cái ở đây. Nhờ cái bên kia nó giúp cho cái này, cho nên cái này có cái công năng. Mà công năng của cái này không phải là tự động nó có, mà nó nhờ cái kia cho nên cái này có công năng. Mà khi cái này có công năng cho nên cái kia có tác dụng. Nó rất là sâu sắc, rất khó. Ví dụ như bây giờ, ví dụ như cái người yếu nó đi không được, cho nên nhờ cái gậy mà cái người bệnh nó có cái công năng. Các vị hiểu không nào? Nhờ cái gậy cho nên người nó có một cái công năng chống đi, cho nên nhờ cái kia, nhờ cái gậy kia cho nên người yếu này có cái công năng, cho nên cái công năng này, có công năng này thì do bên kia nó có cái tác dụng. Cho nên giữa công năng và giữa tác dụng nó không tách rời ra được. Khi mà công năng nó không có đó thì tác dụng nó không có. Ví dụ như mắt tai mũi lưỡi thân, mà nó sinh ra nó phải có tác dụng, nó phải có công năng để làm cái gì. Ví dụ như mắt tai mũi lưỡi thân là gọi là năm căn bên trong á, nó phải có, nó có phải cái công năng gì thì nó mới sinh ra cái mắt tai mũi lưỡi. Còn mà sinh ra để mà chơi không thì thà đừng có sinh. Cái này gọi là công năng. Mà công năng của nó là nó chụp bắt cái thấy, cái nghe, cái người, cái nên, vân vân. Thì cả đó là cái tác dụng của công năng. Còn mắt mà sinh ra đời mà không thấy đó thì chẳng, mắt nó vô dụng. Cho nên tất cả những cái gì mà nó có công năng á, thì nó biết nó có cái có tác dụng. Cho nên khi mắt là có công năng, nó chụp bắt sắc, nó nắm bắt sắc, thì hai cái này tương ứng với nhau. Còn nếu mắt mà không đụng đến sắc, mắt một đường mà sắc một ngả, thì không có dính dáng với nhau hết. Cho nên cái này nó giúp cái kia nó giúp cái nọ, cho nên gọi là công năng và tác dụng. Cái này phải hơi nhức đầu lắm đó, phải suy nghĩ, nhưng mà học từ 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 nó sẽ, khi mình học mà khó được rồi thì từ từ nó không có khó nữa. Không có khó nữa. Nhờ cái mắt nó có cái công năng, nó chụp bắt sắc, nó gã vào sắc, thì nó sinh ra cái cảnh giới. Đó là cho đó. Mà cảnh giới ở đây, ở bên ngoài nó có, ví dụ như ở bên ngoài nó có cảnh thôi, có cảnh sắc thôi, nhưng mà chưa có chữ giới. Nhưng mà sợ gì, cho nên cái đoạn sau ta nói là cảnh giới và nó sợ duyên, hai cái nó khác nhau như thế nào. Nhưng mà cái này mà có các vị tổ Nhất Bồn, các vị tổ còn nói là các thầy Trung Quốc vẫn chưa hiểu điều này, khi phân tích ra vẫn còn chưa nắm bắt được cái điều này. Đó là người chế cả 5-6 vị Trung Quốc luôn đó, chứ không phải riêng cả một các ngày nào chế tới 6 vị luôn. Cái cả nó rất là khó hiểu. Cái cả này mà tôi đọc tới gần 10 ngày đó, đọc 10 ngày luôn đó, chứ không phải ít, nghiền ngẫm 10 ngày liên tiếp. Mà đôi lúc giảng như vậy là không biết có hiểu ý tổ của Nhất Bồn không nữa đó. Nhưng mà cả tổ Trung Quốc nói thì dễ rồi, mấy cái đó nó nói dễ, nhưng mà cái qua các vị tổ Nhật Bồn này không phải. Cho nên phân biệt làm sao cho nó khác giữa công năng và thủ độ, phân biệt cho nó khác giữa cảnh giới và sở duyên. Thì bây giờ mình tiếp tục
cái cặt bên ngoài đó, cái cặt bên ngoài là nó gọi là cặt, cảnh sắc bên ngoài nó có sẵn, nó có đó đó, nhưng như sắc thanh hương vị xúc nó có đấy đó, thì gọi là cặn thôi. Quý vị để ý này, là chỉ gọi là cặn thôi. Nhưng mà khi mắt nó chụp bắt được sắc, mắt nó chụp bắt được sắc, thì bởi vì mắt nó có công năng, mắt nó có công năng, nó chụp bắt được sắc thì nó gạ vào sắc. Thì như vậy mắt nhìn lại sắc thì sắc giúp cho mắt làm công năng. Thì bên này bây giờ nó ngược lại, sắc nó có công năng, nó nhìn lại, nó nhìn lại mắt thì mắt là làm cho sắc nó có công năng. Thì hai cái này nó tương ứng vực lực nhau, cho nên mới sinh ra cái thứ ba, đó là cảnh giới. Nó sinh ra cái thứ ba là cảnh giới. Còn nếu hai cái này mà không, cho nên cái này gọi là đối đó, thì cái đối này không phải là đối bằng sắc, đối cái này không phải là đối bằng sắc mà không có chướng ngại, không phải như cái đối mà vật vật chất và vật chất nó chọi nhau cho nên sanh ra cái bể. Còn cái đối này khác. Cho nên khi thì mắt nhìn bằng sắc có công năng để nó chụp bắt cái cảnh sắc bên ngoài. Nếu khi mắt mà nó chưa bắt sắc á, thì cái sắc nó chỉ gọi là sắc thôi, sắc trần thôi. Nhưng mà từ mắt nó bắt sắc, mắt nó bắt sắc, mắt tai nó bắt tiếp, mắt mũi đó, năm sáu cái đó, sáu căn đó nó bắt sáu trần, sáu căn nó bắt sáu trần, rồi bắt đầu nó mới sinh ra cái cảnh giới. Cho nên gọi là cảnh giới. Mà cái chữ cạnh đấy, cái cạnh ở đây là cái cạnh bên ngoài gọi là cạnh, sắc thanh hương vị xúc pháp gọi là cái cạnh. Nhưng mà có chữ giới là bởi vì do cái sáu căn bên trong. Mà chữ giới ở đây là 18 giới đó, nó giới là từ đấy. Bộ hôm quý vị học đó, giới là từ đấy, cái giống như trong một cái hồng nội đó, mà có 18 giới trong đó, nó tự sinh ra. Cho nên mỗi cái đều có giới hết, thì hai cái cộng lại nó sanh ra, cùng giống như hai hòn đá với hai hòn đá đó, hai hòn đá mà với hai hòn đá đang cầm như vậy á, thì chưa có chứ hết, bên này hòn với kia hòn, nhưng mà tự nhiên hai hòn mà đùng lại một cái nó chóe lửa ra, thì cả thứ ba này gọi là giới. Ví dụ như vậy, hai hòn đá với đá tuy hẳn có lửa rồi đó, nhưng mà phải cộng lại chẹt vô, tự nhiên lửa nó sanh ra, thì cả gọi là cảnh giới. Tôi ví dụ như vậy để cho mình hiểu thôi. Cho nên cái thứ ba nó sinh là cảnh giới. Còn mà đá với đá mà không có tác dụng gì hết thì coi như không phải là đá. Cho nên từ cái tác dụng đó mà nó sinh cảnh giới, thì đó cái này gọi là cảnh giới. Khi mà mắt chưa bắt sắc thì gọi là cảnh thôi, chứ chưa phải là giới. Nhưng mà hai cái nó tương hòa, tương ứng với nhau rồi bắt đầu nó gọi là có chữ giới, nó gọi là cảnh giới. Bây giờ cái thứ ba nó xuất hiện. Cái thứ ba xuất hiện. Mà cái thứ ba xuất hiện đây là không phải nó nằm riêng. Nó tuy là hẳn là cũng nhờ trong căn và trần cho nên nó sanh ra thức đó. Nhưng mà bây giờ cái thứ ba nó xuất hiện thì ta gọi là sở duyên hữu đốt. Bởi vì cái là cảnh giới hữu đốt, mắt nó đụng với sắc, cho nên nó mới chuyển. Mắt nó đụng với sắc, cho nên cái nhận thức nó thấy được sắc, cho nên gọi là chuyển. Mà chuyển ở đây gọi là đổi, chuyển ở đây gọi là đổi, đổi nhau. Còn mắt mà nghe tiếng á thì không thể đổi được, không thể đổi được. Mắt mà nghe tiếng thì đổi được, mắt mà nghe tiếng thì cũng không gọi là chuyện, không gọi là ngài được. Đó là hướng bốn chủ trương như vậy đó. Mắt mà nó phải thể sắc, cho nên hai bên gặp nhau, cho nên mới đổi nhau, cho nên mới gọi là ngài. Mà ngài ở đây chính là chuyện, mà chuyện ở đây nghĩa là hiểu biết, có cái sự hiểu biết qua bằng bằng cái
cái nhận thức nó mới hiểu biết cái sắc, bắt đầu dùng cái hiểu biết là mới phân biệt, à mới phân biệt cái sắc này trắng sắc, đen sắc, vàng sắc, đỏ vân vân, đỏ như vậy đó. Bây giờ cái cảnh giới này này, đi qua một bước nữa. Nghe hơi mệt thế. Mở cái máy lên chút. Mở máy lên chút. Mở ra một cái vị ra rồi lo anh hết. Nghe mệt nhưng mà tôi giải rất rõ đó. Giải như vậy là rõ lắm đấy chứ. Tiếng còn giải sao nữa hết. Giải như vậy rồi đó. Tôi giải như vậy đôi lúc con nói rùng ra hơn hơn ôn tuệ sĩ đó. Ôn tuệ sĩ ông Việt rất là cố động. Ông tuệ sĩ ông Việt trong trong bằng bằng dịch của ông rất là cố động. Mà khi tôi dạy là tôi mượn những cái chủ dạy của các vị của trung của Nhật Bản nữa luôn, tôi dạy hết. Quý vị nó nắm vững cái này không? Bây giờ hai vị. Bây giờ vị nào nói cho tôi cái là chướng ngại hồ đối về sắc và sắc. Tại sao nó chướng ngại hồ đối? Sắc với sắc. Tôi còn tôi đưa ra 3 cái đó. Nếu mà chưa làm thầy được thôi thì để 4 năm tháng 6 đi hả? Cái sắc về sắc là nó dễ đó, nhưng mà đó con quá về cái vấn đề mà cảnh giới hữu đồ thì nó khó hơn nữa. Con chưa thân hành thì con hiểu không? Con thân hành thì thân hành hả? Con hiểu không? Dạ hơi khó hiểu, con không hiểu lắm. Thượng tọa giải thích cho Phật tử một chút được không thượng tọa? Dạ mô Phật, chắc con nói theo cái kiểu của con thôi, dạ cho là nó kiểu của ngắn thầy. gọn. Thì trong đây có 3 loại đối, đối thức là chướng ngại hữu đối tương tác với nhau, tương tác như thế nào. Một là do nó tiếp xúc nhau mà nó gặp trở ngại, nó không có hòa lại với nhau được nên gọi là chướng ngại, gỡ mà nó không có hòa với nhau, hòa lẫn vào nhau. Đó, giống như là bàn tay với bàn tay nó gặp nhau thì nó không có hòa lại, nó chỉ là vẫn là 2 bàn tay thôi. Hay là bàn tay với cục đá, hay là cục đá với cục đá, đó gọi là chướng ngại. Và cảnh và cảnh giới, cái đối mà trên phương diện cảnh cảnh giới, tức là hình như hữu đối. Cái ngoại gọi là cảnh, nhưng mà cái cảnh này nó chưa trở thành cảnh giới, bởi vì khi mà nó được so sánh, nó tương quan với căn, tương quan với căn thì nó mới trở thành giới. Cho nên nó có cái sự đối đãi với nhau, giống như là mắt thì đối đãi với sắc, mũi thì đối đãi với hương, tai thì đối đãi với thanh, thì do những cái sự đối đãi như vậy đó mà nó thành. Và sở duyên thì do mắt và thức, nhãn thức nó xuất hiện, nó nhận biết về mắt. Cái công dụng là thấy, và nó thấy cái cảnh, nó duyên nơi con mắt để mà cái cảnh nó hiện rõ ra, cái sắc nó hiện rõ ra, thì nên được định nghĩa là sở duyên. Ông coi nói như vậy có ổn không? Anh Di Đà Phật. Dạ, thôi thì cứ tạm tạm vậy đi. Bây giờ đó, trong này
trong này có phân biệt từ cũ là bốn câu đó, trong cái luận mà gọi là thiết thiệt túc luận đó, nó có ví dụ đấy là gọi là cảnh giới hữu đổi đó, để cho mình nó rõ ràng hơn một chút nữa. Ví dụ như nước, ví dụ như gọi là cảnh giới hữu đổi, ví dụ như nước cả nó ở trong nước, cái này gọi là đổi. Bởi vì nước á là nó có cái tác dụng, nó kích thích cho mắt của cá nó hoạt động được, nó trở ngại như vậy, nó trở ngại cho cá. Mà nếu không có cá đó, cá mà nếu không có nước nó chết liền. Cho nên đối ngại ở đấy, đôi lúc mình sống mình phải cần có đối với nhau. Mà thế giới nếu mà không có đối nhau, cho nên thế giới đó cũng vô nghĩa. Theo tôi nói theo cái kinh nghiệm mà nghĩa bóng á, nhờ cái sự đối với nhau mà sự sống nó thăng hoa. Còn mà không có đối nhau á thì cái sự sống nó không còn nữa. Cũng giống như vừa rồi mình có học đó, nhờ cái thức hữu lậu mà sự sống nó sinh trưởng. Còn những cái thức vô lậu thì nó ở trong cái tàng thức của mình, mà bằng vô lậu thì nó không có tác dụng, nó không có tác dụng với sự sống. Thì hữu đổi này cũng vậy, cả gì nó vô đổi đó, cứ giống như các vị chư thiên mà xuống đây thì nó đâu có đổi được với người. Cho nên họ họ có thể là ở đây nhưng mà họ không có đổi, mà khi họ có đổi họ mới hòa nhập vào về sự sống của loài người. Họ đâu có ăn được cái loại ăn của người đâu, cho nên không có đổi. Còn mình ăn được cái loại ăn của người, mình ăn được cái loại ăn của người, mình ngửi được cái mùi của loài người, thì cả nên là đổi nhau như cái sự này mà mình có sống. Cho nên mắt cũng vậy, mắt nó có đổi. Đây là nói về cảnh giới hữu đổi đó. Mắt nó có đổi là bởi vì nó nước nó kích hoạt cho nó để nó sống, đó cái ý như vậy đó. Mà không còn nước thì cá nó chết, cho nên gọi là đối tượng của nó là mắt. Đối tượng của cá là chính như là nước, nó kích hoạt nó bơi, nó cho nên là khi mà có nước là mắt nó rất là sáng, nó bơi chỗ này nó nhìn chỗ kia, nó mắt nó nhìn ba chiều được, mắt nó không gian còn nhìn ba chiều mà, đúng không? Nó nhìn hai bên, bên phải bên trái và bên mặt, còn bên sau thì nó không thấy rồi. Cho nên nước chính là đối tượng của cá để làm cho kích hoạt cá, cho nên cá nó sống. Nhưng mà vô đổi á, thì khi mà cá nó lên trên nước á, cá nó lên khỏi nước thì cá nó chết, bởi vì nó không có đổi. Đó, cho nên có cái này đổi với cái kia, nhưng mà có cái kia nó không đổi. Nhưng mà khi mà có những loài mà xuống dưới nước á, thì bị chết. Vô đổi cho nên bị chết. Mà ngược lại, là mắt cá đó mà ở trên đất á, mắt cá mà ở trên đất á, ở trên đất thì nó thì nó vô đổi, mà ở dưới nước nó có đổi. Ở đất thì còn những cái loài mà ở trên đất thì nó có ngại, mà ở dưới nước thì không có ngại. Thì đây là ví dụ như vậy, đây ví dụ như vậy để cho mình biết rằng cái gì mà nó đổi nhau nó cho nên mới có sự sống. Cái gì nó có đổi nhau có sự sống, nó kích hoạt nó có sự sống. Cái cảnh này khi nào mà tôi giảng qua cái bài tùng 6 á, thì sẽ nói rõ ràng hơn cái bài tùng của cái bài mà của tám giới đó. Mắt nó chụp bắt sắc, cho nên nó có cái đối tượng của sắc.
để cho mắt nó có cái nó gã vào, nó gã vào, cho nên gọi là chướng ngại, chướng ngại lẫn nhau. Rồi từ mắt, rồi từ mắt và sắc này, cho nên gọi là cảnh giới hữu đối. Như vừa rồi tôi ví dụ như hai ông đá vậy đó, tôi ví dụ như hai ông đá vậy đó, thì cái cảnh giới này đó, mà nếu khi mắt mà không, khi mắt mà chưa chụp bắt sắc thì bên ngoài được gọi là cảnh thôi, mắt được gọi là cảnh thôi. Ví dụ như sắc thanh hương vị xúc ta gọi là cảnh thôi, nhưng mà nhờ sở dự có cảnh giới là do có mắt nó chụp bắt nữa, nó chụp bắt có sắc, hai cái cùng cộng lại cho nên mới chuyển ra cái thứ ba, cho nên gọi là cảnh giới hữu đối. Thì cái cảnh giới hữu đối này đó cũng là cảnh thôi, nhưng mà chính cái cảnh giới hữu đối đấy nhờ mắt và sắc cho nên sanh ra, nó sanh ra cái biết, nó sanh ra cái biết cho tâm nó biết, cho tâm nó chụp bắt cái đó. Khi có mắt và có sắc rồi, nó sanh ra cảnh giới rồi, cho nên gọi là cảnh giới hữu đối rồi. Nhưng mà mình chưa phân biệt được cái này đẹp, cái này xấu, cái này tốt, cái này như thế nào, chưa biết. Chỉ mới hai cái nó sinh ra vậy thôi. Mắt nó nhìn bắt sắc, rồi sắc nó có cái thấu thị về mắt, hai cái nó tương ứng với nhau, cho nên sanh ra cái mới cái biết thôi, mới cái cảnh giới của cảnh bên ngoài thôi. Bây giờ muốn có biết cái sắc này và cái sắc kia và sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ đó, thì bắt đầu tâm nó gá vào, tâm nó gá vào trong cái sắc này, cho nên gọi là sở duyên hữu đối. Sở duyên là tâm, sở duyên chính là tâm, sáu tâm: nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sở duyên hữu đối là chỉ có sáu tâm, chứ không phải là năm sáu cảnh, sáu căn và sáu cảnh. Cảnh giới hữu đối á là sáu căn đối với sáu cảnh đó, cảnh giới hữu đối là sáu căn đối với sáu cảnh. Còn sở duyên hữu đối á là sáu thức đối với cảnh. Khi mà sáu căn bên trong là chụp bắt với sáu trần, cho nên mới sanh ra cảnh giới hữu đối, nó cho dễ dàng như vậy. Thì cảnh giới hữu đối thì chính là cái cảnh để cho sáu thức nó chụp bắt cái cảnh này, nó nương vào cái cảnh này, cho nên mới có biết, có cái biết rõ ràng của từng cái một của từng cái cảnh, cho nên gọi là sở duyên hữu đối. Nhưng mà khi tâm chưa, cho nên khi tâm chưa duyên á là không sanh ra gì hết. Nhưng mà khi tâm đã gã vào là có chuyện rồi đó. Ví dụ như là tôi không có để tâm, anh làm chi mặt làm anh thì đây là gọi là cảnh giới hữu đối. Ví dụ như hai người làm chi mặt hai người, tâm tôi không có để hai người A người B đó làm chi đó làm, tôi ví dụ về thôi chứ phải đúng. Hai người A người B đó làm chi làm đi, hai người A người B đó làm chi đó, sanh ra cái cảnh đó, cái cảnh mắt tôi thấy đấy đó, nhưng mà tâm tôi không có để vào nó. Các anh làm chi làm thì tuôn để, thì cái này gọi là cảnh giới hữu đối thôi, cảnh giới hữu đối thôi. Nhưng mà khi tâm tôi đã để vào trong cái đó rồi thì gọi là sở duyên hữu đối, tâm tôi đã gả vào đó rồi có thể hữu đối. Còn cái người thứ ba nói là anh làm chi đó mà kệ anh, tôi không biết, cho nên tôi không biết, thì như vậy chứ gọi là sở duyên hữu đối. Mà sở duyên ở đây chính là tâm nó duyên vào cái cảnh đó, cho nên bị chụp bắt, bị dính mắc cái cảnh đó, cho nên gọi là sợ duyên. Tâm nó chụp bắt cái cảnh đó thì gọi là sợ duyên, là duyên vào cái cảnh đó, cho nên gọi là sợ duyên. Mà sợ duyên ở đây chính là sáu tâm: nhãn thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức, cho nên gọi là sợ duyên hữu đối. Đó, như vậy đó. Chừng đó thôi mà bức mệt rồi. Như vậy đi ha, được rồi ha, nắm được chưa? Ví dụ cho đủ thị trường, nhưng mà chưa phải logic đâu, như vậy nhưng mà nắm cho được cái đó. Còn lối lúc nói về kinh nhiều quá, cái việc cũng điếc, cũng dạy điếc tái luôn đó. Là như vậy được rồi, từ từ rồi mình tu luyện, mà tu trì nhiều nhiều, từ từ nó hiểu, từ từ nó hiểu.
Cho nên cái sự duyên hữu đối và cảnh giới hữu đối hai cái nó khác nhau chỗ đó đó. Chứ không phải cả này nói theo kiểu ông Lê Văn Thạc học cái tây rọt, học tây ruột đó. Cái nên cái nó rất là mệt. Cho nên cảnh giới hữu đối là chỉ có sáu căn và sáu trần. Hai cái nó sinh ra cái thứ ba cho nên cảnh giới hữu đối. Cho vậy. Rồi từ cái thứ ba đó, hàng năm đó, nếu mà hàng năm đó đó mà tâm không dịnh dạng với cả thì nó không sanh ra cái sự duyên hữu đối. Nếu mà khi mà nó tâm đã chấp bắt cái cảnh đó, cho nên mới cho một cái từ thứ ba nữa gọi là sự duyên hữu đối. Khi tâm chưa bắt cảnh giới hữu đối thì cái cảnh đó vẫn là cảnh thôi. Nếu mà khi thằng tâm đang sáng vào rồi á thì nó nhiều chuyện cái đó. Tâm đã để vào cảnh rồi cho nhiều chuyện cái đó. Cho nên nó tươi vô tâm được cái chỗ đó. Cho nên mình khổ là do mình gã vào hai người nó làm rồi mình gã cái tâm vào để mình để ý vào. Còn giống như mình làm việc đó, mình ăn trộm ăn cướp làm chuyện gì đó mà về cái tâm mình không có gã vào, mình làm bằng cái hành động thôi. À, lấy cái thân body này thôi, là cái thân này mà chụp bắt cái cảnh thôi, à, chụp bắt cái cảnh thôi mà trong khi làm mà cái tâm nó không có làm, cái tâm nó không để ý. Cái tâm nó không để ý mình làm cái gì mình cứ làm đại vậy thôi. Cho nên gọi là vô tâm mà làm. Vô tâm mà làm. Cho nên gọi là vô kỹ đó. Cái gì? Cho nên 10 cái sắc. 10 cái sắc. Mắt tai mũi lưỡi thân. Sắc thân hương vị xúc. Bây giờ giảng qua cái pháp, bây giờ giảng cảnh giới hữu đối và sự duyên hữu đối coi như là xong rồi đó, không là xong rồi đó. Không có giảng lại nữa. Bây giờ sắc thân hương vị xúc và mắt tai mũi lưỡi thân, 10 cái này, 10 cái sắc này là cái căn bản của môn vật, cái bằng gọi là vật thể đó, vật chất đó. Không ra ngoài 10 loại này. Nhưng mà có loại, những loại mình thấy, ví dụ tôi là halo, quý vị nghe miệng tôi halo thôi, nhưng mà quý vị đâu có thấy cái giọng tôi halo đâu. Đâu có thấy cái giọng tôi đâu. Cho nên cái miệng tôi là cái sắc biểu hiện ra. Cho nên quý vị lấy mắt quý vị thấy, cho nên gọi là hữu đối, bằng mắt thấy. Còn âm thanh không thấy được, cho nên gọi là vô kiệt. Nhưng mà nó hữu đối. Hữu đối là bởi vì cái giọng tôi nói ra cho nên đập lên lỗ tai của chúng ta đó, cho chúng ta mới nghe được. Nên nếu không đối thì còn nghe rồi. Không đổi thì còn nghe, nhưng mà có đổi cho nên nghe. Cho nên một hôm tôi còn nói là tôi hỏi thầy Hòa Kết á. Tôi nói là tất cả tai mũi lưỡi thân có đổi không? Thầy nói không có đổi đó. Đổi hết, tất cả đều đổi hết. 17 giới kia đâu đổi hết. Sắc nó đổi về sắc. Tâm nó đổi về tâm. Cảnh giới nó đổi về cảnh giới. Thầy nó đổi về trò cho nó sanh ra nhiều chuyện. Nó phiền phức. Không? Vợ nó đổi về chồng nó sanh ra nhiều chuyện phiền phức. Con đực nó đổi về con cái nó sanh ra nhiều chuyện phiền phức. Xin lỗi quý vị. Thế này không có đổi cho nó khỏe thôi. Mà tôi nợ mẹ cô nó cười quá trời đất kìa. Nó mạnh ai để sống. Do tôi đổi mà tôi khổ. Nó mặc kệ đấy. Mặc kệ anh đi, mặc kệ tôi đi. Nó có đổi chứ nữa. Mà nó để sống nó vô đổi. Cho nên người ta hỏi là anh đã có đối tượng chưa đó. Đổi là coi như đã vô kia bằng gọi là vô đảng viên chưa đó. Vô có đối tượng đảng viên chưa. Cho nên vì mình có đối bị khổ mình sống. Nhưng mà nhờ cái có đối thì mới thành sự sống. Chứ nếu không có đối gì cả thì thôi. Nước nó đi đường sạc mình nấu. Nếu không có đổi thì mình nấu thịt. Thịt đi đừng thịt mà nước đừng nước, không có gì hết, không có đổi giáo được. Cho nên có đổi vì nấu thịt mà cái bên thịt về nước nó ra. nó hòa về nước. Và ví dụ như cả như vậy thì mình nó sáng tỏ. Thì bây giờ là thiền ác và vô kỷ. Vô kỵ là ba cái sau, 10 cái sau gọi là
là có ba cái thiện ác và vô ký. Ba cái sau là bảy tâm. Bảy tâm là gì? Bảy tâm là sáu tâm. Sáu tâm là nhận thức, nhị thức thì cái có cười hoài tôi giảm được, đừng có cười nữa. Có cái có cười, có cười cả ngày là nhiều như đi ưa vậy đó. Nhận thức, nhị thức, tị thức, thiệt thức, thân thức và ý thức thì cả nó gọi là lục thức, là xúc, gọi là lục thức. Nhưng mà cái thức thứ bảy này đó là ý thức, à, ý căn, cho nên gọi là thức thức. Thức thức là bảy cái thức này với cộng thêm tất cả các tâm phụ thuộc. Tất cả tâm phụ thuộc là 46 tâm đó, 64 tâm đó, 64 tâm tâm phụ thuộc đó là 8. Và sắc và thanh nữa thì 10 giới này được gọi là thiền ác và vô kỷ. Đây tôi nói dạng tổng quát để tôi kết thúc cái bài pháp, cái bài tụng hôm nay là một là hữu kiện hữu đổi đó, cho bài tụng hôm nay cho nó xong. Thì bây giờ nói sơ lược thôi. Mười sắc pháp này đó, bản chất của nó đó là vật thể thôi, chứ không có gì. Bản chất của sắc pháp đó. Nhưng mà các nhà hữu bồ về trong kinh người ta nói thường thường ta nói tam nghiệp. Thường thường ta nói tám nghiệp thì ta nói tám nghiệp là thì cái đơn ý nghiệp thì đương nhiên nó chắc chắn là bên các nhà hữu bộ hay là đại thừa hay là kính bộ chứ ai cũng chấp nhận về ý nghiệp rồi đó. Nhưng mà ta nói tám nghiệp thì ta nói hai cái nghiệp đầu tiên đó là thân nghiệp và ngữ nghiệp. Thân nghiệp và ngữ nghiệp mà thân là thuộc về sắc. Thân nó biểu hiện quá sắc, cho nên gọi là nghiệp sắc và ngữ nghiệp. Thì trong này có nói rằng là hai sắc á, là có hai sắc á, là nó có ba tánh, nó là thiện ác và vô ký. Còn tám cái kia là nó thuộc vô ký. Tám cái kia là mắt tai mũi lưỡi thân hương vị xúc pháp, đó là tám cái thuộc về sắc. Còn sắc thanh nữa là nó 10 cái. Nhưng mà bây giờ trừ đi tám cái còn hai cái thì các vị tổ và các vị luận sư các ngài lấy sắc thanh này để mà cộng với cái ý, cho nên gọi là tám nghiệp. Chứ gọi là tám nghiệp. Rồi bây giờ 10 nghiệp, thập thiện nghiệp, cộng lấy thân nghiệp và ngữ nghiệp thôi. Chứ không có lấy sắc thân hương vị xúc. Không có lấy sắc thân hương vị xúc. Không có lấy mắt tai mũi lưỡi thân. Mà lấy hai cái. Lấy thân nghiệp và ngữ nghiệp. Bởi vì thân nghiệp, ngữ nghiệp là cái tác động, cái tác dụng, cái năng lực nó mạnh. nó luôn luôn có cái tác dụng, nó đi về tâm, nó luôn luôn đi về tâm. Nhưng mà khi tâm thiền nó khởi đó, khi tâm thiền nó khởi lên. Khi tâm nó khởi lên thì tự nhiên có tâm phụ thuộc nó khởi lên. Thì cái tâm phụ thuộc và tâm thiện nó khởi lên thì nó gá vào trong sắc. Nó gá vào trong thân. Mà thân ở đây là sắc. Mà nếu tâm và tâm sở mà nó thiện á thì nó gá vào trong sắc. Mà nó gá vào trong sắc ở đây là nó gá vào trong thân á. Thì từ điện từ động cái thân này nó làm việc làm
Nó làm 10 điều lành. Cho nên thập thiền ở đây là do tâm mà thôi. Nhưng mà nếu tâm mà không có thân á, và không có ngữ đó, thì ai tác động cho, ai hành cho? Tuy rằng tâm là nó chủ động, nó chỉ đạo đó, nhưng mà tâm, sắc và thanh là cùng đường đi của tâm. Sắc và thanh là cùng đường đi cho tâm nó đi, nhưng mà tâm nó chỉ đạo sắc và thanh. Vì vậy mà các vị tổ người dùng sắc, thanh phải cần phải ý, cho nên gọi là tam nghiệp: thân nghiệp, ngữ nghiệp và ý nghiệp. Rồi bây giờ 10 nghiệp nó cũng là thân, ngữ và nghiệp và thôi. Cho nên gọi là thân tam, khẩu tử và ý tam. Chứ người ta không có lấy sắc, người ta không có lấy hương vị xúc và mắt tai mũi lưỡi thân, ta không có lấy cái đó, mà ta lấy sắc và thanh để mà đưa vào tam nghiệp. Rồi từ tam nghiệp đó rồi mà nó có 10 nghiệp cộng là sắc và thanh mà thôi. Cho nên sắc thanh là rất là quan trọng. Trong cuộc sống hàng ngày mình chỉ có sắc và thanh. Mình gây nghiệp thường thường phải do hương mà gây. Mà gây nghiệp là do cái thân của mình gây. Mà trong thân của mình nó có sắc thanh hương vị xúc pháp trong đó. Cho nên là cái thân để làm cho biểu tượng của sắc. Cho nên những cái bài sau các ngài nói là do căng. Do căng nó gây khổ. Do căng là do mắt nó nhìn bậy. Cho nên là chụp bắt về trần, cho nên mới đi luôn ngồi sanh tử. Nhưng mà các tội thì thân ngài nói căng cũng chưa phải là cái tội. Mà căng ở đây là một căng trong thân thôi, chứ do thân mà mình quan trọng. Bởi vì căng là một phần của năm phần của thân thôi. Tất cả năm căn cũng nương lấy thân mà nó có. Cho nên cái tội ở đây chính là thân nghiệp, chứ không phải căng mắt. Nhưng mà căng mắt, hai căn đó là mũi và lưỡi đó, hai cái này căng là cái lỗi lầm là do vì đoạn thực mà sanh ra những cái năm căn và nữ căn. Thì cả cái bài pháp này rất hay, thì bài sau sẽ giảng cái bài pháp này. Đó, cho nên khi mà thân á, thân và ngữ á, là con đường đi của các tâm và tâm sở, bảy tâm vương và tất cả 64 tâm sở đều đi trong hai con đường này mà thôi. Cho nên lấy thân và ngữ để làm biểu hiện cho nghiệp. Vì vậy mà khi mà tâm nó nghĩ đó, khi tâm nó nghĩ bắt đầu nó có cái tâm sở nó tác động lên, nhưng mà nó nghĩ mà nó chưa hành động qua thân thì gọi là vô biểu. Gọi là vô biểu. Tôi nghĩ như vậy thôi mà tôi chưa làm gì cả. Mấy quý vị có thấy không? Không thấy. Bởi vì nó vô biểu. Vô biểu là nó không biểu hiện ra bên ngoài, cho nên mình không có thấy được. Nhưng mà khi tâm và tâm sở nó mường đường qua bằng thân, nó đi qua bằng thân, cho nên gọi là đặng khởi. Tôi dẫn về cho dễ hiểu. Đặng khởi, tất cả cùng nhau khởi lên. Đặng khởi có thể là do tâm, tâm sở và thân nghiệp. Ba cái này cộng nó khởi lên, cho nên gọi là đặng khởi. Cùng khởi lên với nhau. Nếu mà tâm ác thì nó khởi lên cái đài phiền não địa pháp. Đài phiền não địa pháp là tất cả những cái tâm phiền não. Mà phiền não ở đây chính là nghiệp, mà nghiệp ở đây là nghiệp ác, cho nên gọi là đại phiền não. Gọi là đại bất thiện địa. Là có phận, hận, phú, não, tịch, sam, vô tàm, vô quỷ. Phận này là thu hận này. Hận là hận thân này. Phận hận. Đó. Tất cả những cái đó từ từ mình sẽ học hết. Qua cái phẩm tùy mới mình sẽ học hết. Mà khi mình học hết như biết như vậy rồi thì mình tu rất là dễ. Cái nào mà nó khởi lên là mình biết liền, mình chụp. Mình bọc cho nó trong trừng nước, đừng cho nó sinh ra. Cho nên tu duy thức là vậy đó. Mà tu duy thức là cái người nó tệ nhị lắm. Từ lời nói đến việc làm họ tệ nhị. Cho nên ông Từ Đàm là ông tu duy thức. Vì biết không? Ông Từ Đàm là ông tu duy thức. Cho nên ông uống, mình ăn mình nhai rồi, nhưng mà uống ông cũng nhai. Thấy chưa? Uống mà nhai. Bởi vì ông kỹ lưỡng quá. Nếu mình uống mình nhai trong đó có những cái gì đôi lúc mắc cổ đó. Bây giờ quý vị sao cho tôi thỉnh thoảng tôi uống tôi nhai đó. Tôi cũng tôi nhai. Bây giờ mình kỹ lưỡng quá, mình lớn đó.
ăn phải nhai cho thật kỹ. Bây giờ lớn tuổi rồi, bắt đầu 55 60 bắt đầu từ từ cái bụng mình yếu rồi, phải nhai nhai thật kỹ. Cho nên cái học tất cả những cái tâm này là hàng năm trong tâm mình hết. Mình nói cho dễ hiểu là tất cả những cái tâm phương tâm sở nó nằm bên trong hết, chứ không phải nằm bên ngoài, nằm bên trong hết. Khi tâm khởi, cho nên gọi là biến hành và biệt cảnh này. Khi học qua duy thức, biến hành là biệt cảnh này. Khi tâm nó khởi lên thì xúc tác ý thọ tưởng tư, năm cái tâm sở biến hành nên nó đi theo. Thì đó, bây giờ nói một cả để mà biết hết cả hai cả. Khi mà tâm thiện nó khởi thì tâm sở thiện nó khởi. Mà tâm sở thiện khởi thì tự động cái thân thể của mình nó rất là đẹp. Cái thân thể của mình rất là đẹp. Khi cái tâm bên trong mình nó thiện thì những cái mặt mình rất là đẹp. Còn tôi nhìn cái người nào mặc thì như hôm nay đẹp, ngày mai nó tuần sau nó xấu như vậy, tôi biết cái người cái tâm cái ác rồi đó. Cái tâm cái phẩm giới rồi. Do phòng giới bên trong cho nên bên ngoài nó biểu hiện là cái thân nó như con ma. Cho nên cái thân nó ảnh hưởng cái tâm. Cái tâm là như thế nào, cái thân như thế đó. Cho nên thân tôi đau, mà khi thân tôi đau là biết tâm anh đau rồi đó. Do tâm nó đau cho thân phải đau. Cho nên từ cái tâm nó biểu hiện qua, nó mượn đường ngôn ngữ. Cái tâm và cái tâm sở nó mượn cái đường của thân để về tâm, về ngữ để nó xuất hiện. Không có thân vẫn có ngữ thì tâm nó xuất hiện chỗ nào? Cho nên gọi là biểu ngữ qua thân đó, cho nên gọi là sắc nghiệp. Và sắc nghiệp ở đây gọi là thân nghiệp. Thì thân nghiệp ở đây có ba: sắc, đạo và dâm. Đó cũng là thân thôi, chứ người ta đâu có nói sắc thân vị xúc đó. Bởi vì hai cái này đó luôn luôn rất tác dụng rất là mạnh, nó chủ thể. Tuy rằng bản thể của nó là 10 cái đó là sắc hết. Sắc thân hương vị xúc mắt tai mũi lưỡi thân, tất cả đều sắc hết. Nhưng mà bản thể cái thực chất của hắn luôn luôn đi về tâm. Cho nên các vị tổ các ngài nói là cái này là thuộc về thiện ác và vô ký. Còn 8 cái sắc kia là thuộc về vô ký. Nó vô ký. Vô ký là nó không phải thiện với ác. Nhưng mà khi tâm nó để ý cái mùi thì cái mùi của hắn cũng trở thành không có trở thành kỹ đó, chứ không phải không vô kỹ đâu. Nhưng mà cái quan trọng đấy, nên sắc phải nên ngữ đó. Cho nên khi mà tâm về tâm sở nó biểu hiện, nó mượn đường ngôn ngữ, nó mượn đường thân để nó đi ra, nó biểu hiện ra cái là mình biết cái người này cái tâm nó tổ cái xấu liền á. Nó chỉ cần nói ra một câu thôi là mày biết cái người đấy cái tâm cái xấu rồi. Bởi vì cái tâm xấu cho nên mày nói ra cái câu bậy. Còn mà khi nó hành động bậy một cái là biết cái tâm đấy bậy rồi. Cho nên khi mà cái tâm bậy cho nên hắn bị bắt cái thân nó làm bậy. Đó, cho nên gọi rằng là tâm mà thiện á thì tự động nó biểu hiện ra đấy cái thân thiện và cái lời nói thiện. Còn tâm á, mà bất thiện á, thì nó biểu hiện quá cái thân và cái ngữ nó bất thiện. Còn tâm mà hẳn không biểu hiện quá cái thân và cái ngữ mà hẳn biểu hiện gì hết, hẳn gã vào chứ hết. Nó để cho cái cảnh sắc bên ngoài như vậy thôi, cho nên gọi là vô kỷ. Vô kỷ là tâm nó không có chụp bắt cảnh. Nó để yên như vậy cho nên gọi là vô kỷ. Vậy đó thôi, rất là dễ như vậy. Vô kỷ là nó không ghi nhớ. Không có ghi nhớ, không có ghi sẵn gì hết. Còn cái kỷ đó, cho nên vì cái vô kỷ này cho nên cái nhân hẳn không có phải thiền ác. Cái nhân hẳn phải thiền ác. Cho nên hẳn có đưa đến con đường mà gọi là gì thúc quả được. Nó có cái quả. Nó quả là bởi vì có cái lực mạnh là do cái ác và cái thiền cho nên mới có nhân và có quả. Có thiền và có ác. Còn đã vô kỷ rồi thì không có quả gì hết. Kỷ như vậy đó. Cho nên mình gọi là thiền, ác và vô kỷ. Từ đây tâm thiền và tâm ác và tâm vô kỷ mà nó có 10 cái loại sắc này. Như vậy hôm nay cái bài pháp này, cái đoạn này là có như vậy là xong. Đó, nắm như vậy là rõ ràng đây đó. Mệt chết rồi đó.
Không giờ chưa? Hết chưa? Bây giờ quý vị hỏi cái gì hỏi đi, cho hỏi, hỏi 50 câu, vài ba câu. A Di Đà Phật, bạch ôn, con xin hỏi ôn, cái tâm vô ký có phải là tâm duy tác của vị thánh không ạ? A Di Đà Phật. Tâm gì? Tâm vô ký với tâm duy tác của vị thánh có phải là một không ạ? Không. Tâm vô ký và tâm duy tác. Duy tác là chỉ có là tác là làm, còn vô tác là vô ký là không làm. Không phải một được. Không phải một. Yeah. Bỏ thiện và bỏ ác đi. Tâm không dính vào mắt thiện, tâm vào không dính mắt ác. Hằng là trung tịnh, hằng là giữa Đức Ba. Bỏ thiện bỏ ác ra thì trở thành vô ký. Ví dụ như ký là nó ghi dỡ rõ ràng cái thiền nào nó ghi rõ ràng, nó ghi ra tâm nó đưa ra. À, ví dụ như đầu tiên là phương tiện, tiền phương tiện, dùng cái tiền phương tiện cho nên gọi là thẩm lựa tư đi. Mình muốn biết cái cảnh này, mình dùng cái đầu tiên gọi là thẩm lựa tư đi. Đầu tiên mình dùng cái suy tư. À, dùng cái tấm suy tư, mà tư là ý tư đó. Bây giờ khi mà thẩm lựa tư, bây giờ cái này nên làm hay là cái này không nên làm? Nếu cái này làm á thì tốt, mà cái này làm á thì nó xấu. Cho nên thẩm lựa tư thiện, thì khi thẩm lựa tư xong thì bắt đầu nó mượn đường ngôn ngữ của thân và của ngữ, bắt đầu phát ra thì cái này gọi là thiện. Mà khi thẩm lựa tư xong thì bắt đầu mới có quyết định tư, chứ không bao giờ có quyết định được. Muốn làm bài chứ là phải có suy nghĩ xong mới làm. Còn mà không suy nghĩ chỉ cả mà tự làm thì như vậy là không có tâm gì hết. Nó có ba tâm. Đầu tiên là thẩm lựa tư, sau rồi mình quyết định tư, sau mình tác động, đó gọi là hậu khởi đó, gọi là đó lắm. Gọi là... Yeah. Còn mà tự động không thẩm lựa tư, không quyết định tư mà bắt đầu hành động thôi, thì cái hành động này là hành động vô cảm. Hành động này cho nên cái này là vô cảm, là giống như là không có cảm giác, cứ làm là cứ làm vậy thôi, làm qua bản năng thôi, chứ không có một cái tâm thức nào trong chỉ trong này hết, cho nên gọi là vô kỷ. Mà khi làm như vậy đó thì không phải thiện, không phải ác, chứ cứ làm vậy thôi, không có những quả, không có đem đến cái những quả. Còn cái những quả đó là cho đó là thiện và ác. Cho nên các vị tổ, có như vị tổ nói đó, ngữ và sắc á, là chỉ có thiền và ác thôi, chứ không có vô kỷ. Các ngài ví dụ như vậy đó, các ngài nói như vậy, thì các vị luận sư của Nhất Bộ các ngài nói đúng. Còn mà nói ngữ và sắc mà có vô kỷ thì không có đúng. Vô kỷ là nó nằm riêng một cái vô kỷ của nó. Còn một là thiền, hai là ác, là đó là ngữ và sắc thôi, chỉ có hai cái thôi. Khi tâm khởi thiền thì nó bắt ngữ và thân nó làm thiện. Khi tâm khởi ác thì bắt nó thân và ngữ nó làm ác, thì chỉ có hai cái. Còn vô kỷ đó là không có nghĩ gì hết, cho nên tự thành vô kỷ. Tâm nó làm thiện làm ác, cho nên gọi là vô kỷ. Yeah. Đó, thì khi mình làm vậy chi mình phải khởi chứ. Cho nên có những người bà mẹ nói, con này con làm vô ý thức, làm mà không có ý thức. Cho nên làm vô ý thức, người mẹ hay dạy con vậy, con phải làm cho có ý thức. Cho nên thường thường người mẹ phải dạy con phải làm cho có ý thức. Mà khi làm có ý thức á, thì nó cải trí đồng thanh tự hết. Mà ý thức ở đấy là luôn luôn ý thức, là phải có cái gọi là cái định trong đó. Mà định ở đây là gọi là thiền chứ không phải, phải ác. Còn làm không có ý thức, đôi lúc làm thì làm, mà đôi lúc tổn thương đến người ta nữa. Đôi lúc nói một câu nói nhưng mà không có ý thức mà làm tổn thương đến người ta. Tuy rằng là cái vô kỷ ác đó, nhưng mà vậy không có cái tâm cho nên trở thành cũng vô kỷ. Có những người họ giết người, nhưng mà tự động nó giết thôi, chứ cũng có cái tâm thù, tâm hận, tâm ác gì cả. Nhưng mà khi ra tòa của nhà nước, nó trắng án. Nó trắng án. Tại sao có những người họ giết? Mà cái kẻ
phụ tá để mà giết vẫn là bị sự chịu tử. Bởi vì cái kia có cái trụ tâm, có cái quyết tâm theo dõi cái người kia. Còn cái người kia mà bắt buộc, mà ép buộc, mà bắt người ta làm của công, anh không phải của tâm anh làm, cho nên gọi là vô kỷ. Cho nên tất cả việc làm mà làm vô kỷ, mà đứng cái luật của thế gian cộng là trở thành không có những quả, không có quả. Đó là luật thế gian. Còn luật đạo cũng vậy. Luật đạo là tính theo luật những quả. Mà cái quả đó là phải có cái tâm thiện và tâm ác mà có quả. Còn mà không có gì cả thì làm sao có quả. Thế thì gọi là vô kỷ. Vậy đó. A Di Đà Phật, con đợi anh chia. Bây giờ mình như vậy là xong rồi. Bây giờ mình học qua một bài tụng. Thì bây giờ cái bài tụng thứ hai mà của các nhà hữu bộ đó, của kinh bộ đó, họ mới nó ngược lại. Thì sử, thì tự, thì sử tâm dục sanh. Đó là cái câu thứ nhất. Tha ngài linh bất khởi là câu thứ hai. Ứng tri thì hữu đối. Ngược lại trên đấy vô đối thử tương vi, ngược lên lại trên đây thì gọi là vô đối. Đó, ngược lại trên đây thì gọi là vô đối. Tức như là hữu bồ nói như thế nào thì kết bồ nó ngược lại hết. Bên kia có đối thì bên ngài nói là không vô đối. Ví dụ như thế này, để cho mình làm sáng tỏ cái vô đối của bên kết bồ. Ví dụ như tâm đang chụp bắt sắc, nó lấy đang nó đang chủ tâm vào cái màu sắc xanh đó, tâm nó đang mắt nó đang chụp bắt cái màu sắc xanh. Màu xanh là cây của lá bồ đề đó, nó là xanh đó. Mắt đang chụp bắt, mắt bên trong là chụp bắt sắc, bên ngoài là cái sắc, cái lá bồ đề màu xanh. Thì lúc đó tâm cũng đang chuẩn bị chụp bắt cái lá màu xanh, nhưng mà tự nhiên cái lá màu vàng nó đi tới thì tâm không chụp bắt được cái lá màu xanh, cho nên gọi là vô đối. Nó ngược lại vậy đó, không chụp bắt được cho nên gọi là vô đối. Chụp bắt được cái này gọi là khi mà đó, thì ngược lại như vậy. Một bên kia là có hữu đối, còn bên kia vô đối chính là mà gọi là đối. Hoặc là ví dụ cá nó lên trên nước, cá nó ở trên nước, cá nó ở trên nước gọi là hữu đối. Nhưng mà cá lên trên nước á, thì gọi là vô đối. Nó ngược lại như vậy. Cá lên trên nước, cá lên trên đất thì gọi là vô đối. Vô đối ở đây là không có đối tượng, chứ nó gọi là vô đối. Vô đối ở đây là có đối tượng, chứ nó gọi là vô đối. Có đối tượng mà gọi là vô đối. Còn bên hữu bộ là có đối tượng nên gọi là hữu đối. Còn bên ngược lại có đối tượng gọi là vô đối. Mà không có đối tượng mới gọi là hữu đối. Là cái ý như vậy. Có đối tượng gọi là vô đối, mà không có đối tượng gọi là hữu đối. Đó là hữu, nó ngược lại như vậy đó. Thì đây là cái tư tưởng của các nhà kinh bộ họ nói như vậy. Vì vậy cho nên còn cái đoạn đó là đây thử thì sở hữu. Cái câu cuối cùng để mà kết thúc là thử thì sở hữu là cái câu đoạn này các nhà kinh bộ nói đúng, cho nên ngài thể thân ngài chấp nhận. Đây là cái lời của các nhà kinh bộ nói đúng, cho nên ngài chấp nhận. Vậy đó. Bây giờ mình học qua bài tụng thứ ba. Cái câu này mình học mấy bài rồi, bây giờ mình học bài tụng thứ ba. Bạch ôn bài tụng này dài, để thôi con thỉnh ôn tuần sau tiếp tục. À hết giờ rồi hả? Bây giờ tôi đọc cho con nghe chút thôi. Nghe lục chục nó cũng có. Dạ một phần.
Tôi đọc cho quý vị nghe một chút thôi. Bài tụng thứ ba bài này rất là hay này. Dục giới hệ thập bát. À, tất nhiên là ở quả dục á, nó có cả 18 cái luôn. Nó có một cái 18 giới như tôi vừa nói đó. Ở dục giới nó có cả 18 cái. Sắc giới hệ còn là 14 cái thôi. Trừ hương vị nhị thức, trừ 4 cái. Trừ hương và vị và hai thức, còn 14 cái. Vô sắc hệ hậu tam, vô sắc giới thì còn 3 cái thôi. Cái này tuần sau hay lắm đó. Cái này tuần sau thì nói tại sao mình ăn gọi là đoạn thực xúc thực, rồi từ đó nó sinh ra năm căn và nữ căn, lý luận nhau rất là hay. Cái này từ đó bắt đầu mà chỉ cho quý vị có những cái đoạn tu thiền mà chứng thiền. Thì cái đoạn này từ cái chỗ này mà hàng tuổi của Phật mình đã có những cái mà mình tu bên tiền học mình có thể chứng được căn trình độ được. Nó chứng căn trình độ, nó chỉ cho mình cái cách thiền như thế nào mình đạt được cảnh giới thiền. Không cần phải lên đến cõi trên mà đạt được thiền, mà ở ngay giới này cũng đạt được cái bốn cảnh giới của thiền ở trên sắc giới. Thì cái tuần sau là có những cái như cái pháp trong bốn bài kệ này, bốn bài tụng này, bốn bài kệ này của một bài tụng. Cái bài tụng này là bốn câu này là hàng năm cầm cái triết lý mà bốn vị luận sư nó cãi nhau chỉ chọe vì bốn câu này đó. Nó hay dữ lắm. Thế thôi, hết giờ đề nghị cảm ơn thượng tọa và đại chúng và tất cả. Hôm nay quý vị đó. Quý vị có gì hỏi nữa thôi hả? Hết giờ này tôi niệm Phật. Nguyện đem công đức này về cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo và di đà đều trọn thành Phật Phật. Hôm nay đại chúng chắc đi dự lễ và lên hệ trên nét để cho Phật tử họ ai họ muốn nghiên cứu họ nghiên cứu. Bởi vì tôi có đọc thêm mấy cái bộ luận của các ngài tổ của Nhất Bộ, các ngài chúa chủ dạy còn những cái nó rất là sáng sủa, cho nên mình đọc thêm. Chiều nay tôi có giảng một thế pháp, tôi về đi vào nội dung của 18 pháp quán của kinh Quán Vô Lượng Thọ. Cái kinh này để nó lý luận với các cái nhà duy thức học, nó rất là hay. Và mấy ngày này tôi để hết cả hai ngày tôi nghiên cứu về tất cả những cái tư liệu của bên tịnh độ đó. Bên tịnh độ có nhiều tư liệu lắm, còn có nhiều tư liệu hay. Những cái kinh tịnh độ, kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Thọ và kinh Vô Lượng Bên Đặc Giác Kinh đó, mấy kinh này là được chú giải đó hết. Mà các ngài chú giải đó rất là logic, cho nên khi mình giảng kinh đó thì mình phải căn cứ lý kính, nên luận nói những cái lời của Phật nói về của tổ nói, chứ mình đừng có nói rằng cả con tin đi, rồi làm cho Đức Phật Di Đà trở thành nó thần thoại đi. Mình học tịnh độ đó, mình bỏ hết tất cả cái thần thoại của Phật Di Đà, bởi vì mình mấy ngàn năm đi mình đem cái thần thoại mình cuộn vào Đức Phật Di Đà, cho nên ngài trở thành thần thoại. Bây giờ mình lột hết đi, mình đưa về cho ngài trở thành lịch sử. Đức Phật Di Đà là cái Phật lịch sử, nó như Phật Thích Ca, nó thuộc về quá khứ mà. Đức Phật quá khứ. Mà nếu không có quá khứ thì làm chỉ có Phật Thích Ca hiện tại. Mà nếu không có Phật Thích Ca hiện tại thì làm chỉ có Phật vị lai của Phật Di Lặc. Đó, chừng đó không là mình đã biết có Phật Di Đà đó. Chứ không phải nói là có Phật Di Đà, không có Phật Di Đà. Không cần phải nói như vậy. Không cần anh phải nói có hay không có, nhưng mà tự động nó có vậy thôi. Nếu anh không chấp nhận quá khứ thì anh có thể phủ nhận Phật Di Đà. Nhưng mà không có quá khứ thì làm chỉ có hiện tại. Cho nên quá khứ là Phật Di Đà. Đó, rõ ràng như vậy, cho nên đừng có nói chứ là phải tin đi, không tin đi. kinh tịnh độ rất là hay. Tịnh độ rất hay. Chiều nay tôi có đưa mấy cái phương pháp để tu thiền ấy. Gọi là thiền tịnh độ đó. Thì quý vị ráng để vô nghe. Dạ, A Di Đà Phật. Chào thượng tọa. Nam mô Phật. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, bạch ôm chúng con sinh ra. Vâng, A Di Đà Phật. Phật. A Di Đà Phật. Dạ, Phật.
Thôi quý vị ra đi, tôi cũng nghỉ. Kính chào. À, vâng.